Hello anh em, thì lại là mình đây. Hôm nay mình lại vào làm cái video hướng dẫn cho anh em mở khóa cái mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu nhá. Đấy, thì ngày hôm nay nó là ngày 21 tháng 6 nhá các bạn nhá. Đấy, thì không linh tinh luyên thuyên nữa. Đấy, chúng ta bắt đầu vào tiến hành video mở cái thanh mật mã hàng ngày ra nhá. Thì ở trên cái góc trái của màn hình, cái chỗ thu nhập mỗi lần chạm đấy, thì là các bạn nhấn vào đấy 3 lần để cho nó mở cái thanh mật mã hàng ngày ra nhá. 1 2 3. Ok, thì cái thanh mật mã hàng ngày đã được mở ra và bên đây nó là 1 triệu xu. Đấy, thì cái từ khóa mật mã của ngày hôm nay nó là từ pum pum pum. Đấy, nó là từ pum. Ok, thì cái từ pum này hôm nay nó bao gồm tất cả là 4 ký tự. Ký tự đầu tiên là chữ P, ký tự thứ hai nó là chữ U, ký tự thứ ba nó là chữ M và ký tự thứ tư nó cũng là chữ P. Đấy, thì không linh tinh liên thiên nữa, chúng ta sẽ tiến hành đi vào mở khóa từng ký tự một. Thì ký tự đầu tiên là chữ P, anh em cho mình là 1.2 giữ và 1 chấm nhé. 1 chấm 1 giữ, 2 giữ, 1 chấm. Ok, chữ B ký tự đầu tiên đã được mở ra. Tiếp theo chúng ta đi mở khóa cái ký tự thứ hai, nó là chữ U, thì anh em cho mình là 2 chấm và 1 giữ nhé. 1 chấm này, 2 chấm này, 1 giữ này. Ok, chữ U đã được mở ra. Và tiếp theo chúng ta đi mở cái ký tự thứ ba, nó là chữ M, thì anh em cho mình là 2 giữ nhé. 1 giữ này, 2 giữ này. Ok, ký tự thứ ba chữ M đã được mở ra. Và tiếp đến là ký tự thứ tư, nó là chữ P, thì anh em lại cho mình là 1 chấm 2 giữ và 1 chấm nhé. 1 chấm này, 1 giữ này, 2 giữ này, 1 chấm này. Ok, đấy, như thế là cái mật mã hàng ngày, mã bị bẻ khóa, bạn là một thám tử thực sự. Đấy, thì là cái mật mã của ngày hôm nay là ngày 21 tháng 6. Đấy, vừa xong là mình đã mở ra được rồi. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ bấm nhận giải thưởng thôi nhé các bạn nhá. Nhận giải thưởng này. Đấy, thì của mình nó là đang là 60 và nó đã lên 61 triệu. Ok, thì mình sẽ tạm dừng cái video tại đây. Nếu mà thấy cái video này của mình nó hay và nó hữu ích cho các bạn, thì các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mình cũng để cái đường link giới thiệu ở dưới phần mô tả của video này. Đấy, nếu mà các bạn muốn tham gia Hunter Combat cùng với mình thì hãy bấm luôn vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả để cùng tham gia với mình nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.